lôi lên chiếc bán tải rớt rớt nữa rồi. Rồi bán tải mà lên nổi là không có xe gì lên được hết. Bán tải nó mạnh gì mà nó lên được không à? Trên thằng nữa rớt này nó mạnh nhưng mà nó có một cầu qua kiểu hai, như rớt xuống nửa bánh bán thôi. Tải thường thường nó hai cầu chứ mày có một cầu đi nữa thì bánh sau nó là bánh chủ động mà thì bánh sau nó bánh chủ động chứ. Ủa mấy chiếc xe như chạy luôn rồi đồ phải nhờ bán tải này kéo được thì nè chiếc bán tải này nè nhờ chiếc này kéo được xe nào. Đó, chiếc bán tải này mạnh nè, chiếc bán tải này mạnh hơn chiếc bán tải kia đó, chiếc bán tải sụp đó không bằng á. Đuổi đâu á, chứ nha. Mẹ nghĩ sao, máy còn lên nổi kêu đẩy. Hồi sáng. Sao nó sụp xuống đó là lấy học nó không dùng cầu xuống nữa. Đâu không, nó lên được, tại xe của em bị hết lần rồi. Nó sụp xuống đó rồi là giống như là cái quán tính hay sao á. Anh đạp cái tự nhiên cái quay bánh xe không à. Sao? Nó bị sao? Anh đạp cái là tự nhiên cái bánh xe nó quay mà nó không lên được. Thì xe một cầu còn xe này hai cầu nó không lên được. Đúng không? Đúng rồi đó. Dùm đá vô chứ. Đáng không có chùm đá gì. Nãy công đi qua rồi lấy chiếc dây xích giật lên trời ơi đuổi vậy. Quay bánh nha, quay bánh nè. Quay cái bánh không? Em nói nó quay cái bánh. Tại xe của em nó quay cái bánh mà. Không quay sao nó chạy cầu trên nó chạy cầu dưới chi? Chạy cầu trên đó. Nhiều khi xe này một cầu. Xe bán tải nó có hai loại, một loại một cầu, một loại hai cầu. Có một cầu, đúng rồi. Một cầu. Hình như loại bên đây bắt tiền nó mới hai cầu. Đúng rồi. Này được rồi. Phải có cái gì kéo lên mới được. Cái này chắc xe một cầu nè. Xe một hai cầu chỉ cần chê mấy cục đá chỗ góc đó là nhích 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 tự lên gì đâu. Đúng rồi. Này đồ nó bị cái gì rồi. Nó luôn. Bốn thằng. Em nói lên không nổi đâu. Cái thằng trước nó đi gì nó không để ý, nó không tránh cái gì lại trong ta luôn. Ổn ha. Nghĩ sao làm. Xác bị thằng rồi giờ thằng nữa là được đụng mà nó dính cái bánh không, cái bánh xe nó quay hoài rồi anh xe tải này luôn tải ta ấy giúp đỡ đây không xe tải nó khỏe lắm nó không sợ đâu thì nó không ý là nó giúp á kéo giống như thằng hồi sáng thằng xe công nó kéo luôn vậy hả xe công lấy gì mấy này nó không nhờ bởi vì nó không nhờ thôi nhờ cho nó 100.000 kéo liền gì đâu mà cho gì đâu ta xe bồn làm gì vậy xe bồn làm gì xe bồn đủ luôn lại nó ve lại nó ve lại được tại máy nó mạnh mà ve lại móc lên móc cái gì sắt cái gì thép á nó xe công trình thằng này xe công trình mà chắc dùng đội đó đấy nó làm công trình nó phải chịu trách nhiệm này chứ xe này xe công trình của nó mà giật lên thôi má hàng sáng giờ hai chiếc đúng rồi đó anh quay lại hai con hả chứ giờ mà không không như đó không có cái sao mê cái chị qua hắn cắn tiêu rồi chết luôn rồi. Cái con đó cái bàn cái con xanh sao lại cái con cứ ngủ á như là cắt bình thường hôm nay cắt bình thường mà cũng cái này cắt rồi mà giờ cắt lại đó quy lắm. Các giấy BBC các chắn cũng làm theo các chế nên mình rất là được. Tôi đừng nghĩ sao. Còn giấy thôi. Tính vậy mà thôi. Làm biến vậy quá. Phải đi. Thôi kệ nó. Ủa cái chỗ đó giờ phải cấm cái mảng để làm sao đấy không? Phải để qua đây ngoài chế mới cho. Vì cái xe này cầm cao lắm sao cầm thấp đổ sập cái xe cũ luôn. Để cái gì đó là cảnh báo lại đi. Thế nào cô biết nữa? Tài nghe gì chứ?
còn giấy nữa là xong đó.